Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hàn và ngay sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Những thông tin hẹn hò của idol K-pop thời gian vừa qua cứ lần lượt bị khui khiến dân tình hoang mang. Cộng đồng Blink mới đây còn dần dần vì những chi tiết cho thấy mối quan hệ kỳ lạ giữa Rose và Mark của GOT7. Nhiều nghi vấn cả hai đang yêu đương được đặt ra song vẫn chưa thể xác thực. Mới đây thì cư dân mạng lan truyền những hình ảnh cho thấy mối quan hệ của Rose và Mark có nhiều điểm khác lạ. Sự trùng hợp của cả hai bắt nguồn từ một dòng trạng thái vào cuối năm 2018. Giọng ca chính Blackpink chia sẻ hình ảnh chụp trong xe hơi và viết On My Way. Cùng ngày, Mark cũng đăng tải video với trạng thái tương tự. Tiếp đó thì Rose và Mark bị nghi ngờ cùng đi ngắm tuyết và chụp ảnh cho nhau. Trên Instagram cá nhân, Rose và Mark đều đăng những bức ảnh đêm tuyết với lời lẽ như dành cho đối phương. Nhà gái viết, ngoài trời lạnh lắm đấy anh, nhà trai lại hồi đáp, không lạnh lắm đâu. Hai bức ảnh được đặt cách nhau một ngày. Gần đây thì cư dân mạng chỉ ra Rose và Mark thường xuyên sơn móng tay giống nhau, điển hình nhất chính là bộ nail với các tông màu sáng gần đây. Không rõ do quảng bá cho thương hiệu hay thực sự là đồ đôi mà cả Rose và Mark đều đeo vòng cổ và vòng tay từ thương hiệu Tiffany & Co. Chi tiết này càng khiến dân tình thêm hoang mang bởi những lần trùng hợp giữa hai ngôi sao K-pop. Không chỉ hẹn hò cùng nhau đơn thuần, Rose và Mark còn để hai chú cún thân thiết với nhau. Fan phát hiện chó cưng của giọng ca On The Round và của thành viên GOT7 có cùng món đồ chơi cùng vòng cổ. Những bằng chứng liên tiếp được đưa ra khiến người hâm mộ hai bên cảm thấy hoang mang. Fan còn bình luận trên Instagram của hai thần tượng để tìm ra câu trả lời. Có người bày tỏ sự ủng hộ, cũng có người thể hiện nỗi tức giận nếu Rose và Mark thực sự hẹn hò. Điều khiến cư dân mạng bất ngờ hơn cả chính là Mark từng được cho là hẹn hò với Lisa chứ không phải là Rose. Netizen xứ Trung từng đưa ra những thông tin về mối quan hệ giữa em út Blackpink và Mark, khẳng định xác thực đến 80%. Người này còn cho biết cả hai quen nhau thông qua Bam Bam. Tuy nhiên thì không có bằng chứng xác thực hay hình ảnh nào về điều này. Hiện tại thì nghi vấn về tin đồn hẹn hò giữa Rose và Mark vẫn khiến dân tình bấn loạn trên mạng xã hội. Song fan cũng dự đoán rằng người trong cuộc và công ty của cả hai chắc chắn sẽ không lên tiếng. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Top Sao Hàn và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!